Ủa rồi bạn nào là bạn đang? Ai là Bảo Đan? Rồi bây giờ cô hỏi lại này, ai là Bảo Đan? Ai là Linh Đan? Ủa rồi ai là Linh Đan? Rồi ai là Bảo Đan? Con có phải Linh Đan, con có phải Bảo Đan không? Ủa con là lời Bảo Đan hả? Rồi bây giờ cô hỏi lại này, ai là Bảo Đan? Rồi con bỏ xuống, bây giờ mình tự suy nghĩ xem thử mình phải Bảo Đan không nha. Ai là Bảo Đan? Còn con là Linh Đan hả?